các bạn đang nghe hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Chương 5: Huấn luyện tình báo. Ngay tối hôm đó tôi về tới thành đô, nhìn cảnh phố phường đầy màu sắc, lòng tôi vẫn vời vợi bâng khuâng với nhiều nẻo đi của cuộc đời. Hồn tôi đang chìm ngập trong nỗi ngơ ngác đầy vơi thì xe ngừng lại ở một góc đường Võ Tánh. Ông Cần móc túi lấy chùm chìa khóa trao tôi, thân mật dặn dò: "Đây là chìa khóa đã ghi sẵn số phòng ở tầng 3, số 8 đường Nguyễn Văn Tráng." Trước khi chia tay, ông còn căn dặn thêm: "Nhớ đừng về nhà, sáng mai tôi đến sẽ nói chuyện." Sau một lúc lò dò tìm kiếm, tôi đã đến được căn phòng đó. Trong phòng đã có sẵn một chiếc radio transistor với một số sách báo ngoại ngữ cũng như Việt ngữ. Sáng hôm sau, ông Cần đến. Nội dung những điều ông căn dặn hướng dẫn là: thứ nhất, tôi sẽ đóng vai trò là một sinh viên văn khoa. Gia đình tôi thuộc loại khá giả, từ Bắc di cư vào miền Trung. Tôi vào Sài Gòn trọ học, đó là đối với tất cả người chung quanh, kể cả với người quản lý building. Thứ hai, còn riêng với gia đình, một tháng chỉ nên về một hoặc hai lần. Nói là khi lên tới trường Thủ Đức, họ khám sức khỏe lại, thấy có bệnh yếu tim, nên không thể theo học quân sự được. Hiện nay đã chuyển sang ngành công tác xã hội, phải đi học tập một thời gian. Thứ ba, ít khi ra phố, chỉ ra khi đi ăn cơm. Hàng ngày sẽ có người đến huấn luyện, chiều thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Thứ tư, trong thời gian huấn luyện, mỗi tháng tôi sẽ được lãnh 2.500 đồng, lại cũng giống như số lương ở số 2 Jean Jacques Russell. Thời gian đầu, chính ông Cần sáng cũng như chiều mang tài liệu sách vở đến giảng dạy cho tôi. Lúc đầu, ông đưa tài liệu ra giảng cho tôi về. Thứ nhất, thế nào là một tổ chức bí mật? Lãnh đạo những tổ chức này có khi do một cá nhân, một tập thể hoặc một quốc gia. Thứ hai, xác định bạn và thù. Những người cùng chung một công tác là bạn, ngoài ra tất cả là thù, kể cả bố mẹ, vợ con, anh em, bè bạn và các cơ quan khác như cảnh sát, công an ninh quân đội v.v. theo ý nghĩa ngăn cách bí mật. Tôi rất ngạc nhiên về điểm này, ông Cần giải thích đại ý. Về lĩnh vực tình báo trên thế giới, từ xa xưa cho đến bây giờ, biết bao sự việc lắt léo ly kỳ đã xảy ra trong hòa bình cũng như lúc chiến tranh. Có khi hai quốc gia chống nhau hoặc có khi hai khối quốc gia chống nhau, bên nước này cũng như bên kia đều đẩy dẫy những nhân viên tình báo của đối phương. Những nhân viên này tùy theo điều kiện và nhiệm vụ có thể ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, thậm chí đôi khi còn nằm ngay trong chính quyền trung ương của nước sở tại. Nhiệm vụ của họ có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng có một cái chung là tìm tòi, nghe ngóng để biết trước được những âm mưu, ý đồ về tình báo của nước nọ đối với nước kia, ngõ hầu có những biện pháp thích ứng để ngăn chặn hoặc lợi dụng, có khi tiêu diệt. Vậy điều quan trọng là người điệp viên cần phải biết những ai là nhân viên tình báo của đối phương, nhất là những nhân viên bí mật. Thời đại ngày nay là thế giới tự do và cộng sản. Một thí dụ, một người đang được bí mật đào tạo huấn luyện để nhận một nhiệm vụ bí mật vào đất địch, phá một công xưởng sản xuất vũ khí chẳng hạn. Anh này có vợ, vì anh là tình báo nên đi về thất thường. Nguyên tắc không được nói với vợ nên anh này thường nói dối quanh. Người vợ càng nghi ngờ có lẽ chồng đã đi với cô này cô nọ, cho nên đã làm cho anh ta nhiều lần khốn đốn. Anh này vì chưa đủ ý thức về bí mật an ninh công tác nên có ý nghĩ. Tuy nguyên tắc là như thế, nhưng vợ của mình đầu gối tay ấp chọn cuộc đời với nhau. Chẳng lẽ lại hại nhau? Chẳng lẽ vợ mình lại là cộng sản ư? Và một đêm anh đã thú thực với vợ, không quên căn dặn vợ là tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Người vợ lại có một người mẹ, thỉnh thoảng nàng hay sang nhà mẹ chơi. Bà mẹ thường bảo: "Này, cái thằng chồng của mày độ này nó làm ăn cái gì mà tao thấy nó đi suốt ngày, có khi cả đêm nữa. Mày ngốc, mày không để ý theo dõi xem thế nào, biết đâu nó chẳng mèo chuột, vân vân." Người vợ tuy đã nghe chồng dặn kỹ nhưng lại nghĩ: "Mẹ đẻ ra mình chứ ai, chẳng lẽ mẹ lại hại vợ chồng mình, mà mẹ mình là cộng sản hay sao?" Và rồi một hôm nào đó nàng đã nói thực với mẹ, cũng không quên căn dặn mẹ: "Đừng chứ có nói chuyện này với một ai mẹ nhé." Bà mẹ lại có một người bạn chí thân. Trong một lần nào đó, bà bạn và hỏi thăm về thằng con rể của bà bạn mình. Bà mẹ không được học về nguyên tắc bí mật nên muốn khoe với bà bạn thân ấy: "Chẳng hiểu nó làm cái gì bí mật lắm, ở mãi trên phủ tổng thống cơ, vân vân."
bà bạn chí thân này lại có chồng, có con thân mật ruột thịt khác. Cứ như thế đến lúc nào đó, tình báo của đối phương sẽ đánh hơi thấy. Cái này nó thính lắm, truy nghiên ra được tông tích và hành tung của anh chàng không kín miệng. Nếu anh đó dùng bất cứ hình thức nào để xâm nhập đất địch, nếu không 2-50 thì cũng vào trong ấp mà nằm. Như vậy, nguyên nhân vì đâu mà anh ta bị như thế? Rõ ràng xuất phát từ vấn đề người vợ, khiến anh ta đã thất bại. Hơn nữa, người ta đánh giá một công tác thường chỉ căn cứ vào thành công hay thất bại mà thôi. Còn nguyên nhân tại sao, lý do thế nào, xét sau. Bất kể nguyên nhân ra sao, do đối phương ngăn chặn không thể thực hiện được công tác, hoặc tư tưởng của nhân viên muốn lẩn trốn không dám thi hành công tác v.v. Dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì cũng dẫn đến chung một kết quả là công tác đó bị thất bại, không thực hiện được. Qua thí dụ trên về một khía cạnh nào đó, người vợ cũng như là một kẻ thù, một đối phương vậy. Từ những vấn đề trình bày ở trên, tôi nhớ lại trước đây khi xem những phim tình báo gián điệp của Thế chiến 1 và 2, những tiểu thuyết tình báo trong đó có Z28 chẳng hạn. Tôi cho rằng những điệp viên quái kiệt đã được đào tạo ở những trường điệp báo khét tiếng như Hắc Long, Intelligence Service, Gestapo, CIA hay KGB v.v. đều bắn các loại súng như máy, cưỡi ngựa như gió, sử dụng máy bay, xe hơi một cách điêu luyện tinh vi. Tôi thật ấu trí, từ những nguyên tắc bí mật và ngăn cách, chẳng có một trường nào công khai đào tạo điệp viên cả. Nếu có một trường như vậy, chẳng khác gì những điệp viên ấy đã tự trình bày với đối phương: thưa các ông, chúng tôi đang ở trong bụi rậm này. Cho nên thực tế có nhiều vấn đề chẳng giống như tiểu thuyết và phim ảnh. Trở lại Ngọc Cẩn, sau đó tôi tiếp tục được giảng dạy, nghiên cứu và mổ xẻ các loại nhân viên giữ nhà an toàn, nhân viên trung gian, nhân viên đi hoạt động bí mật, nhân viên liên lạc, nhân viên công khai và bán công khai, nhân viên nhị trùng hay hai mang, v.v. Trong khoảng 4 tháng, ông Cẩn đến với tôi hàng ngày như vậy. Tôi nhớ một hôm vào cuối tháng 4 năm 1960, ông Cẩn vào phòng tôi với một người nữa. Ông này cao, lớn con, đầy phong độ. Ông Cẩn quay lại tôi rồi nhìn về phía người cao lớn, vừa như dặn dò bàn giao, vừa như giới thiệu. Tôi bận một số công tác đặc biệt khác, nên đây là ông Phan. Ông cũng như tôi, người của cục. Ông sẽ thay tôi phụ trách bình. Tôi bắt tay và nhìn ông Phan. Ngay từ buổi đầu, chỉ vài câu chuyện trao đổi, tôi đã thấy ông dễ mến vì thái độ cởi mở. Qua tiếng nói, tôi hiểu ông là người miền Nam. Sau đó, ông Cẩn thân mật bắt tay từ giã chúng tôi. Còn lại một mình ông Phan và tôi. Qua ánh mắt và nét mặt, ông nhìn tôi như muốn trao cho tôi nhiều thiện cảm. Đúng như tôi nhận xét về ông lúc từ lúc đầu, ông Phan thật xuề xòa và tỏ ra là một người rất phóng khoáng. Nghe ông nói chuyện, tôi có cảm tưởng như đã quen ông thân mật từ lâu rồi. Ông Phan đến tủ sách của tôi lật xem vài quyển rồi quay lại nói: từ nay tôi sẽ tiếp tục đào tạo và huấn luyện bình. Rồi ông quay hẳn lại đến bàn ngồi trước mặt tôi, giọng đầy gần gũi thân mật: Bình có biết không, trong cục tôi nghe nói Bình là một nhân viên mới có nhiều khả năng. Tôi đã tìm mọi cách để xem hồ sơ của Bình, mặc dù theo nguyên tắc ngăn cách thì thật khó. Tôi thấy rằng nếu trao cho Bình một công tác khác thì hơn. Bình làm công tác này hơi phí. Phải nói lúc đó tôi không hiểu câu nói này của Phan. Mãi về sau khi ra miền Bắc rồi tôi mới hiểu. Phan nói tiếp: vì thế trong những ngày tới tôi sẽ bàn với Bình sau. Bây giờ Bình hãy tiếp tục học hành, nghiên cứu, nhưng ở đây lâu không tiện. Vậy ngày mai tôi sẽ đem xe đến chuyển Bình về Kỳ Đồng. Về building Kỳ Đồng, tôi tiếp tục học các môn, các loại chữ bí mật, cách viết thư bí mật, mật mã, an ninh cá nhân và công tác, hộp thư sống chết, hội kiến, vỏ bọc, tuyên truyền, phản tuyên truyền, cách lấy tin tức, moi tin, ngăn cách, đánh giá nguồn tin. Mỗi môn đều phải nghiên cứu mổ xẻ từng chi tiết lắt léo nhất, đồng thời thực tập nhiều lần. Phan cũng thử thách tôi liên tục, lợi dụng mọi hoàn cảnh, điều kiện để biết rõ về khả năng cũng như khuyết điểm của tôi. Càng ngày Phan càng có thiện cảm với tôi hơn, thường gọi toa xưng moa. Có những buổi sau giờ học, Phan và tôi bên nhau chuyện trò tâm tình. Từ đấy tôi biết được ít nhiều về Phan. Phan đã có 15 năm nghiệp vụ tình báo. Trước đây Phan đã ở phòng nhì của Pháp nhiều năm. Theo Phan nói, 1952, Phan đã bị cộng sản ám sát ở Cần Thơ.
tên cộng sản đặc công bắn phan từ khoảng cách 25 mét nhưng rất chính xác. Y đã ghim viên đạn vào ngực phía trái, chỗ trái tim của Phan. Phan có vạch ngực cho tôi xem vết sẹo. Phan may mắn thoát chết là do hộp thuốc lá bằng kim loại đắt tiền ở túi áo ngực. Dù vậy, viên đạn cũng găm vào ngực Phan, tuy không vào sâu. Tất nhiên, tên cộng sản đó bị bắt. Rồi, tính quân tử và lòng hào hiệp của Phan đã lôi cuốn được trái tim của tên cộng sản ấy. Chính Phan đã đảm bảo và lãnh tên đó từ trong tù xa. Cho tới khi Phan đến huấn luyện cho tôi, tên đó vẫn là tay chân đắc lực của Phan. Theo nguyên tắc, Phan không được kể những chuyện như vậy với tôi, nhất là về đời tư của mình. Nhưng vì Phan là người cởi mở và là người nam, nên nói chung đã không quá kín đáo như người Trung hay Bắc. Một buổi vào đầu tháng 10 năm 1960, Phan đến nói với tôi: "Hiện nay trong vùng Bưng Biển, tụi Cộng sản đang chuẩn bị thành lập một mặt trận, rồi có thể sẽ tiến tới thành lập một chính phủ lâm thời. Do đấy tôi muốn chuẩn bị cho Bình đóng vai một sinh viên bất mãn với chế độ gia đình chị Ngô Đình Diệm. Một mặt Bình sẽ tiếp tục đi học ở trong trường lớp, Bình sẽ tổ chức một số vụ chống đối, sẽ dẫn dắt mối với một số phần tử thực của Cộng sản ở trong sinh viên và học sinh. Mặt khác, chính quyền sẽ tạo nên một cú bao vây giật bắt, Bình sẽ nhân thế đó chạy vào Bưng, vân vân." Sau khi nói xong, Phan hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu, nói chung vào vùng giải phóng thì ít nguy hiểm hơn ra ngoài Bắc. Nhưng đối với tôi, vấn đề nguy hiểm nhiều hay ít không phải là điều đầu tiên tôi quan tâm. Điều tôi nghĩ đến trước hết là công tác ấy có hào hứng và kỳ thú hay không. Vì thế tôi chậm rãi trả lời: "Tùy sự quyết định ở trên." Có lẽ Phan thấy sự trả lời của tôi không dứt khoát, hoặc có những tính toán thay đổi trong cục, hay tình hình diễn biến có khác. Những ngày sau đó tôi không thấy Phan nhắc nhở gì về vấn đề vào Bưng nữa. Hàng ngày Phan vẫn đến tiếp tục giảng dạy cho tôi. Một thời gian sau tôi lại được chuyển về Bưu Đinh Ông Thọ. Một mặt tôi vẫn theo học, mặt khác tôi xem lại bài vở, nộp đơn thi tú tài một. Chính Phan cũng khuyến khích tôi. Một hôm Phan dẫn đến hai người Mỹ, giới thiệu tên là Brown và Dale, để huấn luyện thêm một số môn khác. Cả hai đều mặc thường phục, ông Brown đeo kính trắng. Tuy mỗi người dạy những môn khác nhau, nhưng hai người hay thường xuyên đi cùng. Thế là từ đấy ba người, Phan, Brown và Dale, liên tục giảng dạy cho tôi về các môn, phương pháp tổ chức, điện đài, theo dõi và chống theo dõi, phương pháp tuyển mộ, huấn luyện đào tạo nhân viên, vũ khí, mìn, tự mưu sinh nơi núi rừng biển, phân tách tâm lý khả năng từng dạng người trong xã hội, phương pháp hình thành một mạng lưới hoạt động bí mật. Thời gian này thực vất vả, lý thuyết rồi thực hành. Tiếng Anh của tôi viết hay đọc thì còn được chút ít, nghe và nói thì thật là cập quạng, nên Phan thường xuyên phải thông dịch vì có rất nhiều từ chuyên môn. Một điều thật phấn chấn cho tôi, kỳ thi tú tài phần 1 năm đó tôi lại đậu, vì thế Phan và hai người Mỹ dự tính một công tác dài hạn rất chi tiết để tôi vào miền Bắc hoạt động. Nội dung kế hoạch tổng quát, Cộng sản miền Bắc thường ve vãn, mồi chài, lôi kéo những sinh viên du học tốt nghiệp ở ngoại quốc về miền Bắc xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước tổ quốc, vân vân. Do đấy, tôi sẽ nhận một học bổng đi du học Hồng Kông hay Tân Gia Ba về điện hay hóa theo năng khiếu của tôi. Khi tốt nghiệp rồi, Cộng sản sẽ tìm đến. Lúc ấy tùy theo hoàn cảnh thích ứng mà theo họ về miền Bắc, rồi từ đấy sẽ bí mật hoạt động cho Sài Gòn. Tôi thấy công tác này quá lâu dài, có khi hàng chục năm, cho nên tôi không tỏ ý thích lắm. Tôi cũng nói thẳng ý nghĩ đó với Phan. Thực ra lúc đó tôi không biết hoặc cũng chẳng chú ý đến việc lợi dụng cơ hội để đi du học trước đã, để dù có thế nào thì cũng có một mảnh bằng. Phan thấy thái độ ơ hở của tôi như vậy nên lại thôi. Hết chương 5.